thưa quý vị và mặc dù trong thời gian này dù chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo là chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài nếu như không có thực sự nếu như không thực sự có việc gì cần thiết để hạn chế lây lan covid 19 trên diện rộng thế nhưng thì ngày hôm qua thì hàng nghìn người vẫn tắm biển tại nha trang buổi buổi chiều à, được chia sẻ trên mạng xã hội qua những bức ảnh là điều khiến cho dư luận rất là bức xúc Bãi biển Nha Trang từ đầu được dịch đến nay chưa ngày nào vắng bóng người. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản hạn chế tụ tập từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 trên địa bàn toàn tỉnh. Trên đường phố, phần lớn người dân ra đường không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, thì trên bãi biển, cả du khách nước ngoài lẫn ở trong nước đều để mặt trừng để vui chơi trên cát. Khá ít người đeo khẩu trang. Đến chỉ... Đến chiều của ngày 29 tháng 3, dọc bờ biển từ gần đoạn cầu Trần Phú đến khu vực đối diện khách sạn Havana, Nha Trang lại đông nghẹt người, thoạt nhìn cảm tưởng như đang đợt cao điểm của mùa hè không chỉ dưới biển, trên bãi cát hàng trăm người cũng tập trung thành từng nhóm ngồi ăn uống hóng mát. Bãi biển ken kít du khách nhưng vẫn ít người, trong số này chấp hành khoảng cách tối thiểu là 2 m để phòng chống lây lan dịch Covid-19. Nhiều người cho biết do thời tiết nắng nóng cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nha Trang đang yên ắng nên cảm thấy yên tâm khi ra đường hoặc là đi tắm biển.